Mới đây, mạng xã hội xôn xao lan truyền đoạn clip ghi lại tình huống một tên cướp bị nhiều người dân đánh hội đồng vì táo tợn giật điện thoại của nữ chủ tiệm trà sữa, kéo lê nạn nhân nhiều mét trên đường. Vụ cướp xảy ra vào khoảng 20 giờ 18 phút tối ngày 5 tháng 1 trên đoạn đường thuộc quận 11, thành phố Hồ Chí Minh và được camera an ninh nhà dân gần hiện trường ghi lại. Theo lời kể của người dân, vào thời điểm trên, tên cướp chạy xe máy ghé vào quán bên đường để mua trà sữa. Tuy nhiên, mục đích chính của người này lại chính là chiếc điện thoại của cô bán hàng. Nhân lúc cô gái không để ý, thanh niên nhanh tay giật phăng chiếc iPhone rồi lên xe vặn ga chạy trốn. Ngay sau đó cô gái bám theo xe máy của đối tượng và bị kéo lê qua nhiều căn nhà. Có vẻ anh chàng này đi cướp không xem ngày. Theo đoạn clip, bất chấp nguy hiểm, cô gái lao nhanh về phía trước nắm lấy xe tên cướp và hô hào người dân trợ giúp. Mặc cho bị kéo lê qua nhiều căn nhà, may người xuống đường, cô gái vẫn một mực giữ chân đối thủ cho đến khi hàng xóm xung quanh nghe thấy chạy ra hỗ trợ và tóm gọn tên trộm manh động. Đoạn clip được đăng tải đã cho thấy một phần diễn biến của sự việc kể trên. Trong clip thấy rõ cảnh cô gái, áo trắng, bám chặt vào chiếc xe máy, bị kéo lê đến trước cổng một căn nhà. Khi tên cướp toan tháo chạy thì cô gái mạnh mẽ đứng dậy đuổi theo, ngay sau đó là màn trợ giúp của nhiều người dân khác. Sau một hồi người đấm kẻ đá, tên cướp đã nằm như tử trên đường. Ngay sau khi được đăng tải, đoạn clip trên đã nhận được sự quan tâm lớn từ cộng đồng mạng. Tất cả đều kịch liệt lên án hành vi cướp giật của đối tượng manh động, đồng thời bất ngờ và khen ngợi hết lời sự dũng cảm, mạnh mẽ của cô gái chủ tiệm trà sữa khi một mình dám bám theo tên cướp. Tuy nhiên bên cạnh đó, nhiều người cho rằng những cư dân trong khu phố cần hành động bình tĩnh hơn, tốt nhất là áp giải đối tượng đến công an khu vực chứ không nên đánh hội đồng.